Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ thông tin và sản phẩm Redomin Gold 68WG. Đây là một loại thuốc mà trị bệnh do tác nhân là nấm gây ra trên da trồng, rất là hiệu quả. Thì phía bên tay trái của màn hình các bạn đó là mẫu mã của sản phẩm Redomin Gold. Phần chính của sản phẩm Redomin Gold đó là hoạt chất metaraxi nồng độ 40 g trên kg. Thứ hai là chất mancozeb nồng độ đó là 640 gram trên kg. Thì như ở những video trước thì mình cũng chia sẻ về sản phẩm Metaxy này. Metaxy này thì Metaxy là một cái hoạt chất thuộc nhóm alanin. Với hoạt chất thuộc nhóm alanin thì Metaxy đặc trị hoặc là diệt các loại nấm thuộc cái lớp omicetes rất là hiệu quả, và điển hình đó là hai cái loại nấm tên là Phytophthora và Pythium. Thì anh hoạt chất Metaxy này diệt trừ rất là hiệu quả. Thứ hai là hoạt chất mancozeb. Mancozeb là hoạt chất thuộc nhóm dithiocarbamate, nên phổ tác hay gọi là cái nhóm thuốc trị bệnh do nấm gây ra có chứa lưu huỳnh. Nên cái đặc trưng của nhóm này đó là cái tính tiếp xúc, nên rất là tốt trong cái việc mà phòng bệnh, cũng giống như là chúng ta có thể là sử dụng trong một số cái cách như là quét gốc hoặc là dùng để pha sệt sệt để quét vào những cái phần mà vỏ cây bị nứt ra, vân vân. Thì về cái cách mà sử dụng mancozeb và metaraxi để quét gốc và trị những cái bệnh như nứt thâm xì mủ thì mình sẽ chia sẻ những video chuyên về trị bệnh sau. Công dụng là thuốc nội hấp cực mạnh, trị vàng lá chín sớm, hại lúa, sương mai hại cà chua, dưa hấu, vải thiều, ca cao, kháng thư hại xoài, điều, xì mủ trên cam, loét sọc hoặc đạo cao su, chết cây con hại thuốc lá, lạc, thối nõn hại dứa, móc xương hại nho, và đốm cành hại thanh long, đốm lá hại ngô. Đó là một cái list danh sách các loại bệnh mà sản phẩm Redomin này có thể trị được. Thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm tại website là vietnamnongnghiepsach.com.vn. Ở đây mình sẽ đi vào cái phần quan trọng nhất là cái liều lượng hướng dẫn sử dụng, cũng giống như là liều lượng phun thuốc. Khoai tây, cà chua, dưa hấu, nho, khóm, cái lượng nước là 100 đến 1.000 lít nước trên 1 hectare. Chúng ta pha cái liều để phun đó là 100 gram trên 100 lít nước. Đối với cây hồ tiêu thì để phòng trừ những cái bệnh như chết nhanh, chết chậm, vàng lá, chúng ta pha cái liều là 300 g trên 100 lít nước. Đối với cam, sầu riêng thì chúng ta pha cái liều là 300 đến 400 g trên 100 lít nước. Chúng ta quét lên bề mặt gốc bệnh đã cạo sạch. Trên cao su thì chúng ta pha cái liều là 300 g trên 100 lít nước, cũng là quét lên bề mặt gốc bệnh đã cạo sạch. Đối với là những cái bệnh mà nó nặng, nó kéo dài trong vườn thì chúng ta có thể phun lặp đi lặp lại 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 7 đến 15 ngày. Thời gian cách ly là ngưng phun thuốc trước khi lưu hành 7 ngày. Về cơ chế tác động thì Redomin Gold tác động tiêu diệt tế bào nấm bệnh bằng hai cơ chế độc đáo. Thứ nhất đó là ức chế hoạt động của enzyme xúc tác tạo ra năng lượng ATP. Thứ hai đó là ngăn cản sự tổng hợp RNA trong tế bào nấm bệnh. Với đặc tính là thẩm sâu, nuôi dưỡng mạnh thì Redomin có một cái phổ tác dụng rất là rộng. Cách sử dụng cũng linh hoạt, có thể là phun lên lá hoặc là quét lên vết bệnh, tiện lợi. Vì vậy rất là tiện lợi và tiết kiệm được công lao động. Ở đây thì một số cái hình minh họa và cái tác dụng của sản phẩm Redomin trên nhiều loại cây trồng khác nhau, ví dụ như sương mai, cây cà chua, nếp sọc mật, cạo cao su, vàng lá, hạ lúa, xì mủ trên cây ăn trái, sương mai trên trái cà chua, thối nõn trên dứa,